Ban tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Cantech Havoline Cup Race vòng 3 tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 tại sân vận động Cần Thơ, quận Ninh Kiều. Giải có sự tham gia tranh tài của 67 tay đua thuộc 40 câu lạc bộ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, tham gia thi đấu ở 4 hệ. Hệ chuyên nghiệp dòng xe 2 thì ZAC 125 phân khối, hệ bán chuyên nghiệp dòng xe 4 thì Exciter 150 phân khối, hệ phong trào dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120 phân khối, và hệ phong trào dòng Honda Wave 110 phân khối. Giá vé vào cổng xem đua xe là 250.000 đồng một vé cho tất cả khán đài, giảm 50.000 đồng một vé so với lần tổ chức ngày 30 tháng 4. Đồng thời, người hâm mộ còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng khi đến xem và cổ vũ cho giải đua xe.